Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trump thể hiện chính sách cứng rắn với Trung Quốc qua việc chọn phó tướng. Ngày 17 tháng 7, VOA tiếng Việt nhận định, giới phân tích Trump chọn Vance làm phó tướng báo hiệu chính sách cứng rắn với Trung Quốc. VOA dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng, việc ông Donald Trump lựa chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance có tư tưởng dân túy làm nhân vật số 2 tranh cử chức phó tổng thống là một bằng chứng nữa về lập trường cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc nếu như ông Trump nắm chính quyền lần thứ hai. Ngay sau khi được chọn làm phó tướng hôm thứ Hai, 15 tháng 7, ông Vance đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đang đối diện với nước Mỹ. Qua đó, ở cương vị là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông cho thấy ông tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là công xưởng của thế giới đã hủy hoại ngành sản xuất chế tạo của Mỹ. VOA dẫn phát biểu của ông Vance nói với Fox News hôm 15 tháng 7 rằng ông Trump sẽ ưu tiên đàm phán chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine để Mỹ có thể tập trung vào vấn đề thực sự là Trung Quốc. Ông Vance vốn là người phản đối việc Mỹ viện trợ quốc phòng cho Ukraine để họ chống lại cuộc xâm lược của Nga. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết viễn cảnh căng thẳng thương mại gia tăng dưới thời ông Trump nắm chính quyền lần thứ nhì đã tác động mạnh đến thị trường Trung Quốc trong 2 ngày qua, mà một số nhà phân tích cho rằng việc lựa chọn ông Vance làm người tranh chức phó tổng thống là một lý do. Ông Trump đã phát động cuộc chiến thương mại chống Trung Quốc khi còn nắm quyền ở Nhà Trắng trước đây và với tư cách là ứng cử viên năm nay, vị cựu tổng thống nêu ra ý định là ông sẽ áp đặt mức thuế từ 60% trở lên đối với tất cả các hàng hóa Trung Quốc. VOA dẫn ý kiến của ông Jeff Moon, nhà tư vấn thương mại từng là cựu trợ lý đại diện thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc, nói những phát biểu của ông Vance ngày hôm qua hoàn toàn phù hợp với quan điểm đã nêu của ông Trump và ông Trump thích điều đó. Về vấn đề Trung Quốc, VOA cũng cho biết ông Vance sẽ hòa hợp tốt với giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng coi quốc gia này là mối đe dọa hàng đầu từ nước ngoài đối với Hoa Kỳ và cho rằng Bắc Kinh đã khai thác mọi ngóc ngách trong hệ thống tài chính và kinh tế của chúng ta. Ông Vance đã dùng từ thảm họa để nói về việc cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance. Theo VOA, cả hai đảng lớn của Mỹ đều nhất trí với nhau về Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ vẫn giữ nguyên hầu hết các mức thuế của người tiền nhiệm và tăng thêm các mức thuế khác. Ông Vance gần đây đã nhấn mạnh cuộc chiến của Mỹ chống fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp bằng hóa chất có thể gây chết người, được sản xuất và xuất khẩu nhiều từ Trung Quốc. Ông nói rằng ông Trump sẽ chính là vị tổng thống ngăn chặn điều đó. VOA dẫn lời ông Jeremy Levin, giám đốc điều hành của OVID Industries, là cựu chủ tịch nhóm vận động hành lang của tổ chức đổi mới công nghệ sinh học, nhận xét rằng việc lựa chọn ông Vance đã củng cố quan điểm trong ngành kinh doanh của ông rằng chính quyền của ông Trump sẽ tìm cách hạn chế hoạt động của các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực chiến lược. Levin nói, có thể thấy rõ họ sẽ theo đuổi chính sách đó. VOA cũng dẫn lời bà Cleo Basco, nghiên cứu sinh cấp cao không thường trú tại nhóm nghiên cứu tư vấn có tên Tổ chức Bảo vệ Dân Chủ, đánh giá rằng những bình luận của ông Vance về Trung Quốc là tín hiệu rất rõ ràng. Bà nói cuốn sách của ông ấy ghi lại tình trạng nền sản xuất bị tàn phá và nạn nghiện ngập ma túy của Hoa Kỳ. Cả hai điều này ít ra đều bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm cho trầm trọng thêm. Sẽ có nhiều người trong chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu nghiêm trọng nước Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Ông Trump thể hiện chính sách cứng rắn với Trung Quốc qua việc chọn phó tướng. Một nữ thị trưởng ở Philippines bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Ngày 16 tháng 7, BBC tiếng Việt loan tin Philippines truy lùng nữ thị trưởng bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Theo đó, các quan chức Philippines cho biết nữ thị trưởng của một thị trấn nhỏ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc đã bỏ trốn. Cảnh sát không thể thực hiện lệnh bắt giữ bà Alex Gu, 35 tuổi, vào cuối tuần rồi vì bà không có mặt tại bất kỳ địa chỉ nào có trong danh sách thông tin của bà. BBC cho biết vào tháng 3 năm 2024, tại thị trấn Bamban, nơi bà Gu làm thị trưởng, lực lượng chức năng đã phát hiện các trung tâm lừa đảo dưới vỏ bọc là các sòng bạc trực tuyến phục vụ người Trung Quốc.
Câu chuyện của bà diễn biến như một bộ phim truyền hình. Bà đã bị thẩm vấn về xuất thân Trung Quốc và bị nghi ngờ là đang làm gián điệp hoặc làm người của Bắc Kinh. Hình ảnh bản tin trên BBC. Theo BBC, vụ án của bà Go gây chấn động cả nước trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh tiếp tục tranh chấp các rạn san hô và bãi đá trên Biển Đông. Thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ bà Go và một số thành viên trong gia đình của nữ thị trưởng hôm 12 tháng 7 sau khi hai lần bà từ chối lệnh triệu tập trong các phiên điều trần về các trung tâm lừa đảo. BBC cũng cho biết bà Go đã phủ nhận hành vi sai trái, cho biết cha bà là người Trung Quốc và mẹ là người Philippines đã nuôi bà lớn lên tại trại heo của gia đình. Nhưng Thượng nghị sĩ Sherwin Gachalian, người tham gia cuộc điều tra, khẳng định bà Go là công dân Trung Quốc, có tên thật là Go Hoa Bình, Quách Hoa Bình, dựa trên hồ sơ nhập cư. BBC dẫn một tuyên bố đăng trên Facebook của bà Go vào ngày lệnh bắt giữ được ký, đề cập đến những người đã bỏ phiếu cho bà và ám chỉ rằng bà sẽ không có mặt. Xin lỗi vì không có mặt trực tiếp để gặp từng người, tôi nhớ tất cả các bạn, bà Go nói và cho biết sự vắng mặt của bà sẽ là tạm thời. Trong bài đăng, bà nói thêm rằng không hối hận khi tham gia chính trường, ngay cả khi điều đó khiến bà tổn thương đến mức gần như đánh mất bản thân. Tôi là một người Philippines và có tấm lòng lớn đối với Bamban. Tôi rất yêu Philippines, bà nói. BBC dẫn luật sư Nicole Chamila của bà Go nói trên truyền hình địa phương rằng thân chủ của bà chắc chắn sẽ hợp tác với các cuộc điều tra chính thức. Hình ảnh nữ thị trưởng Alex Go, người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc và đang bị truy lùng. Vẫn theo BBC, ngoài cuộc điều tra của Thượng viện, bà Go còn là đối tượng trong cuộc điều tra chống tham nhũng riêng biệt, dẫn đến việc bà bị đình chỉ công tác. Các trung tâm lừa đảo ở Bamban đã tiết lộ cách các sòng bạc trực tuyến hay còn gọi là Pogo, trung tâm điều hành cờ bạc hoạt động ở nước ngoài của Philippines, đã được sử dụng làm vỏ bọc cho các vụ lừa đảo qua tin nhắn, buôn người và các hoạt động tội phạm khác như thế nào. Các băng tội phạm ẩn náu bên dưới các Pogo thậm chí còn vươn vòi đến mức xây dựng các bệnh viện cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho những kẻ chạy trốn muốn có gương mặt mới. BBC cũng cho hay, Pogo phát triển mạnh trong nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte, người kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022, đánh dấu bằng mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng dưới thời của Tổng thống hiện tại là Ferdinand Marcos Jr., các Pogo đã bị giám sát chặt chẽ. BBC cho biết thêm, nếu được chứng minh là công dân Trung Quốc, bà Go sẽ không đủ tư cách làm thị trưởng, chỉ có công dân Philippines mới được phép giữ chức vụ dân cử. Nhưng điều này không quan trọng đối với những cử tri được hưởng lợi từ các chương trình tiếp cận xã hội của bà, được ghi lại rộng rãi trên các trang mạng xã hội của nữ thị trưởng. BBC dẫn lời cư dân Erika Miklat nói với đài truyền hình ANC rằng bà Go đã mang lại sự thay đổi cho Bamban và người dân ở đây rất biết ơn bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Một nữ thị trưởng ở Philippines bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d